Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với mình. Ngày hôm nay mình sẽ nói 5 lỗi mà những người sử dụng nước ngoài Việt Nam bắt đầu sử dụng ấy rất hay bị mắc phải. Và dựa trên những kiến thức mình đã tìm hiểu được thì mình sẽ cố gắng giải thích làm sao để cho mọi người cảm thấy nó hợp lý và nó dễ hiểu nhất. Ok, let's go. Lỗi số 1 đó là chúng ta chưa ý thức được mùi hương dành cho độ tuổi, cho từng mùa và cho dịp. Có nghĩa là đây chúng ta chưa biết chọn mùi hương cho mùa đông, cho mùa hè, cho đi tụ tập, cho đi làm, cho đi hẹn hò vân vân, rất là nhiều dịp mà chúng ta chỉ có gọi một mùi hương dành cho các dịp. Và đôi khi như thế thì ví dụ như nếu mà chúng ta còn một cái tuổi trẻ, tuổi teen chẳng hạn, và chúng ta hoàn toàn có thể mua chai Terre Immense bởi vì ngửi nó cũng rất là thơm. Hoặc là mùa hè chúng ta sử dụng chai Mancera Cedrat Boys bởi vì nó cũng ngửi cũng rất là thơm. Thế nhưng ở hai mùi hương này, nếu như mà chúng ta còn trẻ mà sử dụng chai nước hoa của nhà Hermès thì nó hơi già, thậm chí là hơi quá già. Và Mancera Cedrat Boys thì nó lại quá nồng. Nhưng bởi vì chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần nó là thơm thì đôi khi chúng ta xịt chúng ta sẽ gây khó chịu cho mọi người xung quanh mà chúng ta không hề hay biết. Và để khắc phục những cái lỗi này thì mình thấy một cách rất là đơn giản, đó là chúng ta hiện nay thì có rất nhiều những cái diễn đàn nước hoa, và chúng ta trước khi chúng ta đi mua một sản phẩm nào đó chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần mình định mua chai nước hoa này, các anh em có thể cho mình xin ý kiến được không đó. Hoặc là bây giờ trên YouTube có rất là nhiều những cái channel về nước hoa của người Việt làm. Tất nhiên thì mình không nói là mình giới thiệu kênh của mình, bởi vì cái level của mình thì nó vẫn còn phải học hỏi rất là nhiều. Và hiện nay có rất là nhiều những kênh của người Việt làm sắp rất là cao, thì chứng tỏ là các kiến thức của các bạn đấy cũng rất là tốt. Thì chúng ta chỉ cần vào inbox và hỏi là bây giờ em định mua chai nước hoa này thì anh cho em một cái ý kiến chẳng hạn. Đúng, thì mình nghĩ là người ta cũng không khó khăn gì để mà chia sẻ với bạn. Và dựa vào đó thì chúng ta có thể chọn được những cái mùi hương mà nó ít nhất là nó gần với cái ý bạn mong muốn đó. Đấy là cách xử lý của lỗi số 1. Lỗi số 2 đó là nước hoa Pháp. Mình thấy rất là nhiều, từ rất rất lâu rồi thì luôn luôn có một khái niệm nước hoa Pháp là số 1. Tất cả những sản phẩm của những công ty ở Pháp đều là số 1. Thì thật ra thì điều này không hẳn hoàn toàn là sai, thế nhưng cũng không hẳn hoàn toàn là đúng. Bởi vì sao mình nói như thế thì ở đây mình sẽ lập một cái nhóm, 3 nhóm những cái nhà nước hoa để mình giải thích rõ hơn cho các anh em. Đầu tiên đó là nhóm số 1. Nhóm này thì mình lấy ví dụ một vài nhà nước hoa. Ví dụ như ở đây là Chanel, Guerlain và Hermès. Điểm chung của ba nhà nước hoa Hermès, Guerlain và Chanel đó là họ có một cái lịch sử cũng khá lâu đời, và họ tự điều chế mùi hương của họ, họ tự sản xuất chai lọ và họ tự bán những cái sản phẩm của họ. Ngoài ra thì những nhà nước hoa này thông thường họ có một cái những cái perfumer, có nghĩa là luôn luôn điều chế riêng cho những cái sản phẩm của họ. Và ngoài ra nữa thì họ có những cái đồn điền, có những cái trang trại mà trồng những nguyên liệu thô để mà có thể chiết xuất. Mà ở đây nhà Chanel và nhà Guerlain này cũng rất là rất nhiều, mình đọc rất là nhiều tài liệu có liên quan. Ví dụ như họ đầu tư những cái đồn điền, ví dụ như là gỗ đàn hương hoặc là những cái nguyên liệu thô khác. Và nói chung, đặc điểm chung của ba nhà nước hoa này đó là họ tự điều chế tinh dầu, họ tự sản xuất chai lọ và họ tự bán những cái sản phẩm của họ. Đó, đấy là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì ở đây mình liệt kê ra một số các công ty, ví dụ như Yves Saint Laurent, Bulgari, Giorgio Armani, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, vân 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 vân, rất là rất rất nhiều các công ty. Điểm chung của các công ty này đó là họ bán ra nước hoa ra ngoài thị trường, nhưng họ không trực tiếp điều chế mùi hương, mà họ chỉ có gửi đơn hàng, gửi ý tưởng đến một công ty chuyên nhận đặt đơn hàng đó. Và ở đây nó sẽ liên quan đến nhóm thứ ba. Ở nhóm thứ ba thì mình sẽ list ra top 5 công ty về hương liệu và điều chế nước hoa lớn nhất thế giới hiện nay, đó là Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise, Main SA. Givaudan và Firmenich là hai công ty của Thụy Sĩ, Symrise là của Đức, Main SA là của Pháp và IFF hình như là của Mỹ. Vậy mối quan hệ giữa nhóm thứ hai và nhóm thứ ba sẽ là như thế nào? Ở đây thông thường các cái công ty thuộc nhóm thứ hai họ sẽ có một cái giám đốc sáng tạo, thì dựa trên những ý tưởng, dựa trên những yêu cầu của giám đốc sáng tạo đó, họ sẽ gửi đơn hàng đến cho một trong những công ty thuộc nhóm thứ ba mà họ muốn hợp tác. Dựa trên những ý tưởng đó thì các cái perfumer của thuộc nhóm thứ ba họ sẽ điều chế mùi hương mà gửi lại để cho approve, để cho duyệt. Thì sau khi mà duyệt xong thì cái công ty ví dụ như là Yves Saint Laurent, Bulgari hoặc là Issey Miyake, hoặc trường hợp đầu tiên là họ sẽ lấy về những cái tinh dầu dạng cô đặc đó, và ở công ty của họ, ở công ty của Yves Saint Laurent hoặc là Bulgari đó, họ sẽ pha loãng cái tinh dầu đó ở trong cồn và bơm vào chai và bán ra thị trường. Đấy là trường hợp số 1.
Trường hợp số 2, đó có thể là công ty thuộc nhóm số 2 này họ không có công ty để mà hoàn thành các cái công đoạn cuối, thì có thể họ sẽ vẫn đặt mùi hương để là mà làm tinh dầu, để điều chế tinh dầu của các công ty thuộc nhóm thứ 3, hoặc là Givaudan hoặc là Firmenich đó, và đặt một công ty khác về chai lọ, đặt một công ty khác về làm nhãn mác. Sau đó họ sẽ tập trung lại ở một công ty ở châu Âu đó, hoặc là ở châu Á. Thì thông thường nếu như mà muốn tiết kiệm các chi phí, họ sẽ sau khi mà nhận hết về tinh dầu, về chai lọ, về nhãn mác, họ sẽ làm hoặc là ở Trung Quốc, hoặc ở một nơi nào đó, và họ sẽ xuất ngược lại châu Âu hoặc là Mỹ. Hoặc nếu không muốn tiết kiệm chi phí thì họ có thể làm ngay tại châu Âu và Mỹ. Bởi vì mình sẽ nói thêm là Givaudan và Firmenich hoặc các công ty làm về điều chế nước hoa và hương liệu, họ có các công ty ở châu Âu, Mỹ và ở cả Trung Đông. Những cái thông tin này mình tìm hiểu dựa trên những chia sẻ của perfumer David Ruskin, do đó mình hoàn toàn tin tưởng đó là những cái chia sẻ của ông là đúng, không phải là xạo đó. Nói đây thì mình không hề có ý định để chê bai nước hoa Pháp, mà mình muốn là các anh em hiểu rằng để ra mắt một sản phẩm nước hoa made in France, nó phải qua rất là nhiều khâu, qua rất là nhiều nguồn nguyên liệu để có thể ra mắt được một sản phẩm. Mà đôi khi không phải chai nước hoa nào ghi dưới là made in France thì có nghĩa là nó hoàn toàn được làm 100% tại Pháp, mà nó còn qua rất nhiều những nơi khác để ra mắt được một sản phẩm cuối cùng. Đó, đấy là cái lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba đó là eau de parfum luôn luôn lưu hương tốt hơn, bám mùi tốt hơn so với eau de toilette. Thứ kế mà nói thì bây giờ chúng ta chỉ cần search trên Google, chúng ta sẽ luôn luôn thấy một cái bảng chia những cái tỷ lệ phần trăm tinh dầu, ví dụ như eau de parfum thì khoảng 20% tinh dầu, eau de toilette nó rơi vào khoảng 10% và eau de cologne 5%. Đấy, chúng ta chỉ cần Google chúng ta thấy cái bảng đấy rất rất nhiều. Thế nhưng với những kiến thức mình tìm hiểu và dựa trên một blogger đó là Stephen Matthews, anh này sau cũng rất là nổi tiếng trong blogger nước hoa, thì anh đã kết luận rằng sau một vài lần làm việc với các nhà nước hoa độc lập, anh đã kết luận rằng không có một cái hướng dẫn cụ thể chính thức nào từ các nhà nước hoa, và cái nữa là họ cũng không bao giờ tiết lộ cho chúng ta biết. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là eau de toilette của hãng A có thể là eau de parfum của hãng B và ngược lại, chứ không có một cái khái niệm chung, tiêu chuẩn chung nào cho từng nồng độ tinh dầu. Và mình thì mình luôn luôn tin những người làm thực tế trong ngành hương liệu nước hoa, và mình tin anh ấy kết luận đó là đúng. Đấy là cái điều đầu tiên các anh em cần phải lưu ý. Và điều thứ hai, sự khác nhau giữa eau de toilette, eau de parfum đôi khi nó chỉ đơn thuần đó là thay đổi hoặc là thêm nốt nguyên liệu, chứ không phải là tăng thêm độ lưu bám mùi. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ hai chai nước hoa để cho mọi người hiểu thêm. Chai nước hoa đầu tiên đó là Bleu de Chanel. Giữa hai phiên bản eau de toilette và eau de parfum, nó chỉ khác nhau về thành phần nguyên liệu, còn độ bám tỏa mùi thì mình nghĩ là hai phiên bản này không có một cái gì hơn kém nhau cả. Và cái thứ hai nữa đó là Dior Sauvage Eau de Toilette và Eau de Parfum, cũng giống như Bleu de Chanel. Hai chai nước hoa này, hai phiên bản này không có một cái sự khác nhau nào về độ bám tỏa mùi, mà mùi hương của nó có sự thay đổi về thành phần nguyên liệu, thế nhưng về độ bám tỏa mùi thì vẫn là ngang nhau. Nói ở đây có nghĩa là mọi người nên hiểu rằng đôi khi có những sản phẩm hoặc là Eau de Parfum, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bám tốt hơn so với Eau de Toilette, mà đôi khi nó chỉ là thay đổi thành phần nguyên liệu mà thôi. Đó. Lỗi thứ tư đó là luôn luôn có một cái khái niệm nước hoa là phải lưu hương cực tốt, bám mùi cực tốt, nhưng đấy là một sai lầm rất rất là tệ. Bởi vì thậm chí có những chai nước hoa mình bỏ tiền ra mua đến 3-4 triệu, thế nhưng mùi hương của nó chỉ lưu hương khoảng được tầm 3 tiếng. Mà ví dụ đây là Creed Nidori Sauvage, thậm chí là được 2 tiếng nếu mà mình xịt trong ngày mùa hè, bám mùi rất là tệ luôn. Do đó mọi người phải nên hiểu rằng không phải chai nước hoa nào cũng có thể có khả năng bám mùi rất là tốt, và còn có những chai nước hoa bám mùi và tỏa mùi rất là tốt, có nghĩa là 50% là tệ và 50% là tốt, chứ không phải nước hoa là bám cả ngày và tỏa cả ngày. Đấy, mọi người nên lưu ý giúp mình điều đó trước khi sử dụng nước hoa. Lỗi thứ năm đó là không bao giờ chấp nhận nước hoa là thay đổi về ngoại hình, thay đổi về mùi. Đôi khi mình cảm thấy rất là kỳ lạ, đó là một số các anh em rất là hồ hởi, hân hoan khi mà chờ đợi một cái sản phẩm iPhone mới hoặc là một cái xe máy mới, nó chỉ thay đổi một chút thôi về cái đường cong hoặc là lát gì đó,
Nhưng mà mọi người cảm thấy rất là hồ hởi hân hoan để mà chào đón. Thế nhưng nước Hoa thì lại hoàn toàn không phải như vậy. Đôi khi các anh em nhận một sản phẩm và đối chiếu một cái hình trên mạng cũng dích ra rồi, và chúng ta thấy nó khác nhau và kết luận ngay lập tức sản phẩm chúng ta nhận về là fake. Đấy là một cái suy nghĩ hết sức là buồn cười. Bởi vì chúng ta phải nên hiểu, đã bán nước hoa hay là làm nước hoa phải gọi là business, và đã business thì họ không bao giờ để một cái sản phẩm nó tồn tại quá lâu mà không có một cái sự thay đổi. Họ phải thay đổi để mà moi thêm tiền của khách hàng, họ thay đổi để làm mới hình ảnh của họ để có thể kiếm thêm tiền từ khách hàng. Đây mình có thể giới thiệu đến cho các anh em ví dụ như chai Carolina Herrera CH Man. Đây là cái phiên bản mới của mình và đây là cái phiên bản cũ. Chúng ta có thể thấy nó thay đổi rất là nhiều đó. Vậy điều mình muốn các anh em hiểu rằng các nhà nước hoa họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải moi tiền từ những khách hàng là chúng ta. Do đó họ phải luôn luôn thay đổi hình thức, họ phải luôn luôn thay đổi mùi hương để có thể bắt kịp theo xu thế. Do đó chúng ta đừng nên có một cái suy nghĩ đó là nước hoa luôn luôn là tồn tại ở một hình dạng, một mùi hương. Đó, cái đấy là mình muốn các anh em hiểu. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em top 5 lỗi mà các anh em khi bắt đầu sử dụng nước hoa ở Việt Nam rất hay bị mắc phải. Mình hy vọng video này mọi người cảm thấy thích. Hãy like và share, nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.